có không gian hẹp và quá chật chội, không có chỗ soi gương, nhìn chỗ nào cũng muốn gắn gương lên mà không biết phải gắn làm sao cho chắc. Thì đây là một cách, cũng là để trả lời câu hỏi dán gương lên mặt kính thì dùng keo gì. Dán gương thì rất là đơn giản, nhưng mà nếu dán không đúng, bị xấu hay là gương nó rơi vỡ thì cũng khó chịu vô cùng. Hôm trước mình có hướng dẫn một video dán gương lên tường rồi, bạn có thể xem trên kênh Apollo Citycon. Còn hôm nay thì mình sẽ dán lên mặt kính. Dán kiểu này thì nó sẽ có một số điều cần lưu ý khác so với dán lên tường. Chỗ cửa kính này hồi trước mình dán cái móc để treo cây chổi, bây giờ thì không cần nữa. Tháo ra và cạo sạch cái bề mặt này đi. Làm cái gì làm, trước khi dùng keo, mình phải lau chùi vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt tiếp xúc keo cho thiệt là sạch. Một bên là mặt kính, một bên là mặt sau tấm gương, vậy thì keo mới bám bền. Dán gương thì mình dùng keo dán đa năng Apollo Bond kết hợp với vài miếng băng keo hai mặt để cố định gương trong khi keo khô. Mà đối với mấy tấm gương mica nhẹ thì không cần keo hai mặt cũng được, một mình Apollo Bond cần hết. Khi dùng Apollo Bond để bắn gương á, thì mình cần bắn trải đều keo ra hình zig zag hoặc là hình gợn sóng để lực bám nó phân bố đều, gương dùng lâu cũng sẽ không bị sại hay là bị nghiêng. Một lưu ý nữa là tấm mica mỏng sẽ rất là dễ bị cong, nên mình cần cân đối sao cho cái lớp keo Apollo Bond với cái lớp keo hai mặt nó cùng độ dày thì gương nó mới phẳng đẹp. Cá nhân mình thì mình vẫn thích xài gương kính hơn, tuổi thọ gương kính nó cao hơn và chất lượng phản chiếu cũng rất là tốt. Sau khi bắn keo xong, mình sẽ ép tấm gương lên cửa kính, gương cao vừa tầm với mình thì sẽ dễ soi, rồi chỉnh sao cho gương nó thẳng thớm đẹp đẽ, rồi ấn mạnh vỗ đều xung quanh cho keo tán đều ra. Dán gương lên cái cửa kính trong suốt này, nó sẽ gặp cái trường hợp là thấy cái mặt keo phía sau rất là xấu thì bạn có thể dùng một bức tranh hoặc là một tấm gương cùng kích thước để dán lên che lại là xong. Quá đơn giản, hoàn hảo hơn nữa, bạn có thể dùng keo Apollo A600 để trám kính cái viền gương xung quanh là đẹp. Vậy là xong rồi đó. Với Apollo Bond thì mình có thể dán được nhiều thứ lên tường, lên kính nữa, giúp tối ưu cái không gian sống của mình hơn. Và quan trọng là mình nên dùng Apollo Bond để đảm bảo cái độ bền, cái độ bám chắc của keo, giữ cho cái ngôi nhà của mình nó vừa an toàn mà nó vừa đẹp nữa. Đón xem thêm nhiều video bổ ích trên kênh Apollo Silicon nha. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicon, chất keo cuộc sống.